Xin chào anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của Dubaike. Hôm nay thì Dubaike xin phép quay trở lại với VF3 và với một sản phẩm hoàn toàn mới, rất hữu ích và cực kỳ cần thiết trên chiếc xe VF3 này. Đó chính là sản phẩm hub kính lái cũng như là HUD kính lái. Và xin mời anh chị em cùng trải nghiệm nhé. Tuy rằng V3 chỉ là một chiếc mini EV nhưng mà cái option đó chính là cái đồng hồ odo cũng như là cái bộ hub kính lái giống như các cái dòng xe khác của VinFast ấy thì lại bị cắt đi. Nhưng mà mình thấy rằng là cái option này là một cái option khá là cần thiết, bởi vì trong quá trình mình di chuyển thì mình cũng rất là cần quan sát tất cả những thông số mà nó hiển thị trên xe, thì hiển thị ngay trước mặt mình thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều cái việc là mình phải ngó sang cái màn hình trung tâm này để quan sát. Thì cái hub kính lái ở trên chiếc VF3 này và cũng như là dành riêng cho chiếc VF3 này thì nó sẽ hiển thị tất cả các thông số như km di chuyển, phần trăm pin, cảnh báo phần trăm pin, cảnh báo dây an toàn, cảnh báo phanh tay, cảnh báo mở cửa, đấy, vân vân và vân vân, rất nhiều những tính năng hữu ích ở trên chiếc HUD này. Có một cái nhược điểm trên chiếc VF3 này khi mà không được trang bị đồng hồ đo cũng như là cái bộ hub kính lái rằng là khi mà anh em mình đang trong quá trình vận hành, đang trong quá trình di chuyển và đang tập trung quan sát này mà muốn ngó sang để quan sát cái thông số bên cạnh ấy thì rất là bất tiện nếu mà mình đang ngồi thẳng này, ví dụ như tay của mình đang to. Đấy, mình quan sát chéo sang cái thì không thể nhìn rõ hết được các thông số thì lại phải bỏ tay ra xong rồi hoặc là ngó sang để nhìn tất cả các thông số ở bên cạnh. Đấy, vậy nên là cái việc là mình nghĩ rằng là cái option odo này hay là option hub kính lái này cũng cần thiết. Đó là những cái tổng quan, những cái chức năng của cái bộ hub kính lái này. Thì bây giờ anh chị em mình cùng nhau quan sát cái khả năng vận hành của nó trên đường nhá. Còn về cái khả năng hiển thị và vận hành trên cái con hub cũng như con HUD kính lái này thì anh chị em có thể thấy ở đây cái thông số, tất cả các thông số mà hiển thị trên hub ấy thì nó chính xác 100% so với tất cả các thông số ở trên xe cũng như là cái thông số ở trên cái màn hình trung tâm này. Anh chị em có thể thấy cái km vận hành đang là 37 km/h, thì ở trên này thì cũng là 37, đang là 38, 37 đúng không? Đây bạn quay sang cái màn hình này thì nó sẽ hiển thị đúng luôn là 34 km thì là 34, 35 thì là 35, 36 thì 36, mình tăng tốc thử nhá, 42 thì là 42, 43 là 43. Gần đây thì mình có đăng một cái video ngắn về cái sản phẩm này rồi, thì anh chị em có một câu hỏi đặt cho mình rằng là cái thông số km vận hành nó có chính xác so với cái thông số ở trên màn hình trung tâm không? Thì mình mới đặt ngược lại câu hỏi là sao lại, vì sao anh chị em lại đặt câu hỏi như thế? Thì sau quá trình tìm hiểu thì mình mới biết rằng là trước đây thì có một số cái sản phẩm hub kính lái mà trên các dòng xe khác ấy thì sẽ sử dụng công nghệ là GPS. Thì đặc thù của công nghệ GPS thì cái tốc độ hiển thị số km di chuyển này này không thể chính xác 100% được, thường thường cái độ rung sai nó từ 1 đến 3 km/h. Nhưng mà bộ hub trên xe VF3 này thì sử dụng trực tiếp dữ liệu từ trên xe nên nó sẽ chính xác 100%. Có một số những cái tính năng rất là hay của bộ hub này nữa rằng là nó sẽ hiển thị ví dụ như là sinh nhan này, sinh nhan phải thì sẽ hiển thị sinh nhan phải đúng không, sinh nhan trái này hiển thị sinh nhan trái này. Đây mình dừng lại lấy một chút nhá. Còn một số tính năng nữa ví dụ như bật đèn pha này thì cũng hiển thị luôn là xe đang bật đèn pha. Cái này cũng rất là hay nhá, khi ban ngày mà mình di chuyển mà thường thường thì không để ý mà xe vẫn đang bật đèn thì mình có thể biết ngay rằng đèn đang bật thì mình tắt đi là xong đúng không. Ngoài ra thì còn là đây hiển thị luôn cái khi mà mình VP này thì hiển thị luôn là VP này, vào số D này hiển thị số D này, vào số R này hiển thị số R luôn. Rồi là khi mà dây an toàn của mình chưa đóng này, mình mở dây an toàn ra nhá, thì hiển thị luôn rằng là xe chưa đóng dây an toàn, người lái xe chưa đóng dây an toàn đúng không, và yêu cầu đóng dây an toàn ngay. Đây bạn bên phụ tháo dây an toàn cho mình xem nào. Đây tháo nhá, đấy hiển thị luôn là dây an toàn chưa đóng và báo bằng và báo hiển thị ở trên hub luôn. Rồi là mở cửa, mình mở cửa bên trái nào, đấy là báo cửa bên trái đang mở cửa này, đóng lại này, mở cửa bên phải này thì báo đang mở cửa bên phải. Đấy rồi, ok. Có một cái tính năng rất hữu ích của con hub kính lái này nữa rằng là khi mà cái thông số pin, cái phần trăm pin nó ở dưới mức 30% thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị và nhắc nhở anh chị em mình là cố gắng tìm điểm sạc sớm nhất để lạp năng lượng và chuẩn bị cho cái hành trình tiếp theo. Lái xe thì mình không để ý phần trăm pin, cái là cũng
dở hơi ngay đúng không? Nó như xe không như xe xăng. Xe xăng thì mình có thể tạt vào cây xăng gần nhất mình đổ cái là mình đi luôn, nhưng mà đối với xe điện thì mình nên nên có những kế hoạch để mình sạc pin, thì cái hub bộ hub này nó sẽ nhắc nhở mình cho cái việc đấy, cũng rất là hay. Còn về một số cái nhược điểm ở trên cái bộ hub của con VF3 này, ví dụ như là bản chất ở trên cái bộ hub này thì có một cái option là có thể hiển thị được thông số absolute load, nhưng mà bản thân con xe VF3 này thì lại không có option đấy, nên là không thể hiển thị cái thông số absolute load ở trên màn hình odo. Cái vấn đề thứ hai nữa là mình ước gì đây này, cái tấm này này, cái tấm mình không phải sử dụng cái tấm để hub này thì nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Đấy, ví dụ như trên những cái con xe cao cấp hơn của VinFast như VF6 Plus, VF7, VF8 đúng không? VF9 thì cái bộ hub của nó rất là đẹp. Đấy, rất là thẩm mỹ. Nhưng mà đối với những cái bộ hub lắp thêm này thì bắt buộc anh em mình phải dán thêm một cái tấm phim nó tối màu hơn. Và tự nhiên là hướng trước mình lại có một cái tấm phim thì thực ra này nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mà quan sát phía trước của mình. Nhưng mà đối với một số anh chị em thì có thể chưa quen ấy, thì đấy là một cái điều là cũng gọi là nhược điểm, bởi vì sẽ không thích một cái khoảng gì đấy nhỏ nhỏ ở phía đằng trước này. Tất cả về cái tính năng vận hành cũng như là những cái công năng của nó thì mình nói chung là thấy rất là hữu ích. Vừa rồi thì tất cả là những cái tính năng, những cái ưu nhược điểm trên cái bộ hub kính lái dành riêng cho chiếc xe VF3 này. Tất cả những cái dòng sản phẩm về hub kính lái trên xe điện cũng như là trên VF3 ấy, thì tại Dubai Care đang phân phối độc quyền, phân phối và lắp đặt độc quyền. Nên là tất cả anh chị em mà đã nhận xe này hay là đang chuẩn bị nhận xe mà cần nghiên cứu hay cần tư vấn về cái sản phẩm hub kính lái này thì liên hệ cái số hotline mình để ngay bên dưới, hoặc là qua trực tiếp cửa hàng để anh em chúng mình tư vấn nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những clip lần sau.